Hôm nay là mùng 4 tháng Giêng năm 2014 ở bên Mỹ. Tối hôm qua đó là ông nội của Trang, ông Dế đã qua đời. Và sáng nay á, ra hồ cá, ra cháu Giang này, chồng của Trang này, ra cái hồ cá để mà cho cá nó ăn. Thì mới thấy như thế này. Thường cá này là nó rất ngoan, nhưng mà không biết tại sao hôm nay á, là lúc mà đi ra như vậy á, là cá là nó cũng vẫy nước đầy nhà hết như thế này.